Vì đó mày tha hồ chỉnh đi đó, chỉnh nó lại. Thank you.
đâu. Cử hành lễ giỗ Hai Bà Trưng hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị ổn định chỗ ngồi để chúng ta có thể mau bắt đầu. Chúng tôi xin kính mời quý vị còn ở bên ngoài mau mắn bước vào hội trường để chúng ta có thể bắt đầu lễ giỗ. Thank you.
Thưa quý vị, tôi là Ánh Linh, thuộc Hội Phụ Nữ Việt Nam của Giang Sáng Quang. Hôm nay tôi sẽ hân hạnh được hướng dẫn chương trình. Chương trình hôm nay gồm có thứ nhất phần nghi thức với chào cờ đặc biệt, phát biểu của trưởng ban tổ chức, phát biểu của chủ tịch hội đồng đại biểu do Lưu Sang Quang và hợp ca Trưng Nữ Vương. Phần thứ hai là phần nghi lễ thì gồm có phần đọc tiểu sử hai bà và phần tế lễ. Sau đó ban tổ chức sẽ cảm tạ tổ hương và các nhà tài trợ. Sau khi ban tổ chức cảm tạ, chúng ta sẽ hưởng lộc. Chúng ta ra ngoài lấy thức ăn rồi vào chỗ ổn định để thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc. Kính thưa quý vị, tất cả quý vị bên ngoài đã vào trong. Chúng tôi xin được mời anh Nguyễn Minh Triển lên bắt đầu bằng chào cờ. Sau đây là nghi thức chào quốc kỳ và mặt miền. Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ. Hướng về quốc kỳ, tất cả chú ý. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước. Để tưởng nhớ những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do và hạnh phúc cho đồng bào miền Nam Việt Nam. Và để tưởng nhớ các đồng bào ruột thịt đã bỏ mình trong biển cả, trên biển sâu, trên bước đường vượt thoát chế độ độc tài cộng sản, đi tìm tự do. Phúc mặc niệm bắt đầu.
kỳ và phúc mạnh mẽ chấm dứt. Sơn đồng kính mời quý vị an toàn. Xin cảm ơn anh Nguyễn Minh Triền và xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tề tựu nhân đây để tưởng nhớ hai bà Trưng, hai vị liệt nữ anh hùng đã làm rạng ngời cho nước Việt và đặc biệt cho phụ nữ. Hôm nay vì là ngày giỗ, chúng ta quy tụ nơi đây như là các con, các cháu của hai bà để tưởng nhớ, để ôn lại dòng lịch sử oai phong và cũng để cùng nhau quyết một lòng tiếp nối hai bà. Chính vì trong đó tôi đã bỏ qua phần giới thiệu quan khách, bởi vì hôm nay như chúng ta cùng ngồi đây với nhau như con cháu một nhà, không ai là quan khách mà chúng ta chỉ là anh em một nhà cùng dòng giống hồng lạc và cùng là con cháu hai bà. Thưa quý vị, trưởng ban tổ chức của buổi lễ hôm nay là một vị nữ nhi. Chúng tôi xin được mời cô Thanh Hoàng là phó chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Xin mời cô. Kính thưa quý vị, cho gửi lời chào mừng đến ông Phó Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales, đại diện của quý hội đoàn, đoàn thể và quý học sinh thân mến. Hôm nay đại diện cho ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales, chúng tôi hân hoan chào đón quý vị đã đến tham gia để kỷ niệm chống quân xâm lược của hai Bà Trưng. Thì quý vị đã biết, sau khi lấy được bằng cho nước Việt, Trưng Chắc được tôn làm vua để hiện là Trưng Dũng Vương. Bốn câu thơ khởi nghĩa của hai bà đã vang vọng mãi mãi trong lòng người dân nước Nam, đưa danh thiên cổ trong lòng dân tộc Việt. Đó là một sinh rửa sạch nước hồ, hai sinh đem lại hiền xưa họ Hùng, bao kẻo oan ức lòng chồng, bốn sinh vẻ vẹn sở công nên này. Kính thưa quý vị, lễ kỷ niệm hai Bà Trưng là một trong những đại lễ quan trọng mà hàng năm cộng đồng chúng ta đều tổ chức. Dân tộc Việt nói chung và phụ nữ Việt nói riêng vô cùng tự hào và hãnh diện vì hai bà không những là những bậc nữ lưu anh kiệt trong lịch sử của dân tộc Việt mà còn cả trên toàn thế giới. Hai bà đã có thể xưng vương và giành lại mặt trên nước nhà. Là thế hệ con cháu, chúng ta phải luôn tưởng nhớ đến công ơn của hai bà, phải luôn luôn ghi nhớ và gìn giữ những gian sơn cắm bóc mà tổ tiên ta tất công hy sinh đổ biết bao xương máu mới có được. Chúng ta phải phát huy truyền thống bất khuất, ý chí quật cường và tinh thần yêu nước từ ngàn đời của dân tộc. Nhưng tiếc thay, ngày nay dưới ách thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, những truyền thống tốt đẹp này đã bị xóa mờ. Khắp nơi trên đất Việt vang lên những lời bất nghẹn thống thiết của dân oan. Một chế độ tư nhân và tà ác đã và đang tiếp tục gây đau thương và tan tác cho đất nước Việt và dân tộc Việt. Là hậu duệ của quân dân Việt Nam Cộng Hòa với dòng máu nóng và con tim bất khuất. Chúng ta nghẹn lời khi phải chứng kiến từng ngày, từng giờ con dân nước Nam mặn đau dưới sự đàn áp giả man và bẩn thỉu của Cộng sản Việt Nam. Việc đầu cộng đang tìm đủ mọi cách, làm mọi đủ thủ đoạn thông qua hệ thống giáo dục, truyền thông và y tế cố gắng đồng hóa bản sắc văn hóa Việt. Đồng thời, dưới sự tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam, một lũ hèn với giặc ác với dân, thì nguy cơ nước Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Cộng là rất cao. Đứng trước hiện trạng này, chúng ta có thể làm gì? Một câu hỏi luôn luôn nằm thổn thức trái tim của những người Việt tự do, yêu dân chủ, yêu quê hương, yêu dân tộc trên toàn thế giới. Có lẽ chúng ta phải đồng thuận với nhau rằng, việc chúng ta có thể làm hiện giờ là phát huy truyền thống bất khuất, ý chí quật cường và lòng yêu nước của công dân Việt. Thông qua những ngày lễ tưởng niệm như hôm nay, lịch sử hào hùng của dân tộc đã được truyền tụng đời đời để con dân nước Nam đã có thể noi gương sáng của các bậc tiền nhân quật khởi chống lại giặc ngoại xâm phương Bắc và giải trừ chế độ Cộng sản Việt Nam, chấm dứt những đau thương, những nghịch cảnh mà Cộng sản Việt Nam đã tạo ra trong suốt những năm qua.
để tự do dân chủ một lần nữa lại được đăng ca trên bờ cõi nước Nam. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Xin cảm ơn cô Thanh Hoàng, phó chủ tịch kế hoạch và đồng thời là trưởng ban tổ chức của buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta người dân Việt lạc loài xa xứ, chúng ta không còn được ở nơi quê hương, nơi mà giờ phút này lễ Hai Bà Trưng và tất cả những gì nói lên tinh thần bất khuất chống tàu cọc đã bị đè nén. Những người dân quan, những người chứng kiến đã bị bỏ tù, đã bị đày đọa. Nhưng qua bên này, chúng ta có một cơ cấu đặc biệt là rạng danh người Việt khắp năm châu, đó là cơ cấu cộng đồng người Việt tự do tại khắp các tiểu bang. Và hôm nay chúng ta làm lễ dỗ của Hai Bà Trưng tại New South Wales. Chúng tôi xin được mời vị chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do New South Wales, xin mời ông Paul Huy Nguyễn. Kính thưa các quý vị trưởng bối, kính thưa quý đồng hương, quý vị đại diện các hội đoàn thể, kính thưa quý vị, chúng ta một lần nữa tề tụ ở đây với ngôi nhà chung của chúng ta, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, để tưởng niệm quý vị nhị vị trung ương không chỉ là đối với tất cả các chị em phụ nữ mà còn là hai vị anh thư của toàn Việt Nam. Đọc sử Việt Nam về Hai Bà Trưng, chúng ta không chỉ tự hào về những công trạng hiển hách của hai bà đã đem lại cho đất nước, mà còn tự hào về những di sản văn hóa tinh hoa của dân tộc đã đun hút lên nên những vị anh thư này hiếm có trong lịch sử chúng ta. Kính thưa quý vị, lịch sử Việt Nam có hơn 1.000 năm đô hộ với Bắc Hồ. Mở đầu trang sử chống Bắc Hồ là chiến công hiển hách của hai bà, khởi đầu cho một nền tự chủ cho dân tộc. Đô kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Nợ nước trước thù chồng, tham gia đánh bác Việt Trung, giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Đó là chuyện rất bình thường của người phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, dưới trướng của hai bà có một số vô số nữ binh, nữ tướng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Mê Linh. Trong lịch sử của quân lực, trong lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, những người nữ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa danh xưng khi chưa được lưu dấu, nhưng qua bao hình ảnh chiến trường đủ chứng minh thấy tinh thần cao cường, bất khuất của những người đàn bà Việt Nam trong dòng lịch sử, không chỉ làm vợ, làm mẹ nuôi con. Gần đây nhất tại Việt Nam, dù sống trong chế độ bạo quyền Cộng sản Việt Nam, một số nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ nữ giới đã kiên cường đấu tranh cho nền tự do dân chủ và bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án tù tội. Bằng chứng là Trần Thị Nga, mẹ nấm và nhiều nhà đấu tranh nữ giới khác. Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 2 Mậu Tuất tròn 1975 năm khi Hai Bà Trưng gieo mình xuống sông Thác, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tưởng niệm công đức hai bà, chúng tôi những người con chung của mẹ Việt Nam xin đốt nén hương lò, nghiêng mình thành kính dâng lên nhị vị trung vương, kính mong âm linh liệt mẫu giúp đỡ cho con cháu Việt Nam trở mình làm cơn sóng dậy, làm tiếng trống đồng bất khuất nên nền văn minh lạc Việt văn học ngoài đến một phất cờ nghĩa lật đổ
chế độ bạc quyền cộng sản Việt Nam đem lại tự do dân chủ thực sự cho đất nước. Đó chính là sự đền ơn trả nghĩa của đấng cho các đấng tổ tiên chúng ta, cho các anh hùng liệt sĩ đã ngày công dựng nước và giữ nước. Trong số đó có hai vị Trương Vương, hai vị vua bất tử đầu tiên, cũng là hai vị vua cuối cùng của toàn dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, đối với chúng tôi, ngày 6 tháng 2 âm lịch sẽ luôn là ngày phụ nữ Việt Nam. Xin chân thành kính chào quý vị. Xin cảm ơn phong chủ tịch cô Huy Nguyễn. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn nghe nói Trưng Nữ Vương lo phấn son vương thù nhà, hay là đã làm gương anh dũng cho tất cả quý chị em phụ nữ. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng lòng để mà nghe một nhạc phẩm đã nói lên hết sự can trường dũng cảm của hai bà. Bài thở ca Trưng Nữ Vương sẽ do Hội Ái Vũ Trưng Vương New South Wales và một số ca sĩ tại Sydney cùng thở ca. Chúng tôi xin được mời quý vị.
Tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và những ca sĩ trong quý vị. Để mở đầu phần nghi lễ, chúng ta cũng được lượt qua tiểu sử của hai bà. Xin được mời chị Phạm Ngọc Dung, hội trưởng hội Ái Ngũ Trung Vương New South Wales lên chia sẻ tiểu sử hai bà. Xin chào quý bạn, xin đại diện cho hội Ái Ngũ Trung Vương xin được sơ lược lịch sử của hai bà Trưng. Đầu thế kỷ thứ nhất, nước ta bị nhà Đông Hán đổ hộ, thái thú gia chỉ là Tô Định vô cùng bạo ngược, làm nắm địa tà ác, khơi gọi lửa oán hờn trong lòng dân nước Việt. Trưng Trắc sinh năm Giáp Tuất năm 14 sau Tây Lịch, quê ở Mê Linh. Cha là Trưng Định làm quan lạc tướng, mẹ là bà Ma Thiên tức bà Trần Thị Đoan dòng dõi vua Hùng Vương. Đặng Thi Sách hồi ngô giỏi võ nghệ, có tinh thần yêu nước, con của ông đạo tập ở Chu Diên thuộc dòng dõi lạc tướng. Thi Sách và Trưng Trắc cùng chung chí hướng, tài giỏi võ nghệ, tâm đầu ý hợp nên kết nghĩa phu thê. Năm 39, Tô Định giết Thi Sách, vừa giận thù nhà, vừa hận nợ nước. Trưng Trắc cùng với em và Trưng Nhị chiêu binh mãi mã, hất cờ khởi nghĩa đánh quân nhà Hán. Sau khi làm lễ để tang chồng, Trưng Trắc thảo tờ hình kết tội ác, kể tội ác của quân nhà Hán và kêu gọi dân chúng khắp nơi đứng lên chống chặt thù phương Bắc. Dưới bóng cờ Lương Tử, nghĩa binh Mê Linh phá quận giao chỉ của nhà Hán. Ngày càng có thêm nhiều đoàn quân từ các nơi đổ về, dưới bóng cờ khởi nghĩa nhằm tiêu diệt quân Song Văn. Chẳng bao lâu, quân của hai bà Trưng đã đánh hạ được tất cả 65 thành. Tô Định khiếp sợ chạy về Nam Hải chịu tội với vua Hán. Trưng Trắc lên ngôi vua xưng là Trưng Vũ Vương, đóng đô ở Mê Linh phong cho Trưng Nhị là mình khôi tướng quân, chấm dứt 150 năm bắc thượng lần thứ nhất. Năm Tân Sửu, mùa xuân năm 41 sau Tây Lịch, vua nhà Hán thấy họ Trưng xưng vương, mới hạ lệnh sắp sẵn xe thuyền, sửa sang cầu đường, thông các khe núi, chứa thóc lương và sai Mã Việt là một dân tướng làm phục ba tướng quân, cùng Phù Lạc Hầu Lưu Long làm phó tướng kéo sang phục thù. Mùa xuân năm 42 sau Tây Lịch, Mã Viện huy động thêm các quận quân ở quận Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng, Thường Môn cùng hơn vạn người chuyển lương thực, ồ ạt tiến quân sang đánh Hai Bà. Trước thế quân đông đảo và hung bạo của Tàu, Hai Bà rút quân về Lãng Bạc. Nơi đây đã xảy ra một trận huyết chiến khốc liệt với sự tham gia của nhiều tướng lãnh triều đình như Nàng Tía, Thắng Thiên, Lê Chân và nhiều đạo quân của nữ tướng Quý Lan, Trương Phương Dung. Nhưng cuối cùng nghĩa quân không ngăn nổi giặc phương Bắc. Tháng 4 năm 43 sau Tây Lịch, Hai Bà đã rút về cố thủ ở Cẩm Khê. Tháng 9 năm 43, Mã Viện dâng thư lên vua Hán xin tăng viện tinh quân và thuyền về.
Đầu năm 44, Cẩm Khê thất thủ, hai bà lấy đôi quân về đến Hắc Giang. Nơi đây thủy quân ít, thế thô và cùng đường, không muốn rơi vào tay quân địch. Hai bà đã gieo mình xuống sông Tự Lộc để bảo toàn dân tiếp. Đó là ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão. Theo Lam Sử, Trưng Trắc Cửu Dương, 29 tuổi. Giữ gìn truyền thống dân tộc và để tỏ lòng tôn kính, dù sống tha hương như hàng năm, các phụ nữ Việt Nam và đồng hương vẫn tổ chức lễ tưởng niệm nhị vị Anh Thư, Trưng Trắc và Trưng Nhị. Kính thưa toàn thể quý vị, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tưởng niệm công đức hai bà được tổ chức dưới mái nhà chung này, chúng con, những người phụ nữ Việt Nam tha hương, xin đốt nén hương tỏng, nghiêng mình thành kính, dâng lên nghị vị kính xin Lâm Linh Địch Mẫu giúp đỡ chúng con giữ trọn đường truyền điều tâm niệm, sống trong sáng, phát huy truyền thống trung vương, cùng nhau đoàn kết một lòng, sát cánh bên cộng đồng người Việt tự do trong các công tác bảo tồn văn hóa, đấu tranh giành lại tự do dân chủ và nhân quyền cho phụ nữ nói riêng và toàn dân nói chung. Hiện đang sống đời bất hạnh với chế độ độc tài lãnh trị của tập đoàn cộng sản Việt Nam. Xin bái tạ nhị vị trung vương, trân trọng kính chào và cảm ơn toàn thể quý vị. Xin cảm ơn chị Phan Ngọc Dung, Hội trưởng Hội Thái Hữu Trân Vương Lê Sao Hoa. Kính thưa quý vị, ngày giỗ hai bà luôn luôn là ngày phụ nữ Việt Nam. Trước năm 1975, ngày này được tổ chức rất là long trọng. Chúng tôi nhớ ngày xưa còn rất nhỏ, cũng biết được có những cái đoàn diễn hành, có hai con voi Phật do các chị được làm Trưng Trắc, Trưng Nhị và đi diễn hành rất là oai nghi. Và ngày đó có nhiều giải, giải Em Bé Đẹp, giải Văn Chương, giải Hội Họa. Thì bây giờ chúng ta đã ra ngoài này, chúng ta không còn được cái không khí đó, chúng ta phải tự tạo nên không khí đó. Vào thời mà cộng đồng người Việt tự do được thành lập tại New South Wales vào cuối thập niên 70, sang đến thập niên đầu thập niên 80, thì các chị em phụ nữ cũng ngồi lại với nhau và cùng với cộng đồng tổ chức ngày phụ nữ. Tuy rằng chúng ta không nói là ngày phụ nữ, nhưng chúng ta quy tụ để tưởng nhớ hai bà. Thời điểm đó chỉ có một của phụ nữ là một phụ nữ Việt Nam tự do New South Wales đã đứng ra gánh vác nhiệm vụ tổ chức ngày hai bà Trưng. Sau này nhiều hội phụ nữ được thành lập từ các chị em cựu nữ sinh Trưng Vương, Gia Long và nhiều nơi nữa. Chúng tôi, các chị em phụ nữ đã ngồi lại cùng với nhau dưới cái dù của cộng đồng người Việt tự do để cùng sát vánh, sát cánh bên nhau, cùng tổ chức ngày hai bà Trưng hôm nay. Tiếp tục phần nghi lễ, chúng tôi xin được mời quý vị phụ trách nghi lễ đứng ra để điều hành. Trước khi bắt đầu, chúng tôi cũng xin quý vị cùng chia sẻ niềm vui với những hậu duệ ở hai bà Trưng ngày hôm nay đã dấn thân tiếp bước hai bà. Trong dàn dân tế lễ hôm nay có một vài khuôn mặt nữ nhi mà chúng ta rất hãnh diện vì các em, các chị, các cô đang tiếp nối hai bà. Trong đó có cô Trần Mỹ Vân, Phó Chủ tịch Cộng đồng Quyền Tự Do trọng trách nội vụ. Cô Trần Hồng Liên là thủ quỹ. Cô Kê Hoàng là Phó Chủ tịch Kế hoạch, đồng thời là trưởng ban tổ chức hôm nay. Cô Lê Thị Linh Phương là thư ký của Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales. Cô Hồ Kiều Trang là Phó Chủ tịch của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do New South Wales.
cô Trương Hoài là thành phần đắc lực trong phong trào giới trẻ vì nhân quyền Việt Nam, và còn nhiều khuôn mặt khác nữa. Chúng tôi chỉ nêu những khuôn mặt tiêu biểu để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui vì có những em, những cô đang tiếp nối hai bà. Tiếp theo đây, chúng tôi xin được mời bác Khẩn và cô Nguyễn Kim Hương. Cô Nguyễn Kim Hương là một nữ nhi trong cộng đồng đã đóng góp rất nhiều và cũng là một vinh hạnh để chúng ta thấy các cô, các em đang tiếp nối hai bà. Chúng tôi xin được mời cô Nguyễn Kim Hương và bác Khẩn cùng. Và xin ban tế lễ chuẩn bị hành lễ.
chấn tế vào vị trí hành lễ. Hôm nay đây bằng chữ trung trinh với niềm trong
trước linh vị của các đấng minh quân tăng thánh từng vì xả tắc bỏ mình. Chúng con khấu đầu trước tâm hồn của các bậc đệ nữ ăn thư đã vì gian xen ủng khác. Nhớ xưa giặc Đông Hán hung tàn, vua quay vụ bào ngự, thái thú giao chỉ Tô Định lòng nhà hiểm sâu, phục ba tướng quân Mã Việt, vua Cơ Thông Độc, Lương Long, tên cọ đạn gian manh, Đoàn Chí, đứa ma đầu xã huyện, đã ba lần kéo binh xâm chiếm bờ cõi núi sông ta, hồ thỏa mộng Nam Chinh. Từng nhiều phen xu quân đánh cá biến thuyền cương thổ ta để xây nền áp cuộc, khiến cho họ làm than, xuôi muôn người đối xét, trần lòng thống khổ, sĩ phu Diên Châu xó và đau lòng. Nhìn cảnh điêu linh là tướng thi sách càng bằng gan tí ruột, không nở vân tay nhìn trời máu mưa gió tan, chẳng đàn nhắm mắt chờ cơ phong ba bảo tác. Trong trước mộ vợ chồng tìm kế chặt đầu xài lan, trốn phòng vê chị em liệu mô phân thay gian tạc. Ngày đêm âm thầm chưa binh mộ tướng, quyết cùng muôn dân sớm chiều đắp lũy xây thành, giết lộ cùng non, thề đợi một ngày trừ quân bạo ngược. Nhưng đau đớn thay, chiến hướng chặt tròn, trời cao cây nghiệp, mộng đình sinh vừa kịp vô mang, mà an hùng đành cao quan tháp. Cây đắng nhẹ đứng tài trai dòng giống tiên rồng, xót thương thay trai nghệ sĩ, cháu con hồng làng. Nhưng bà đây còn nhi nữ, dựng tượng chỉ biết giọng phấn vô sâu, chỉ ăn thư đông ngờ càng thêm dạ về ngang chặt. Quyết với dân vùng dậy, tiêu diệt lũ cộng sản hồ quần, thề cùng em đứng lên giành lại từng ngọn rau đất đất, lấy thù nhà hợp với thù chung, bỏ tan y hay bà áo giáp, tay cầm gươm báu vỡ đầu vôi, nước bụi đạp trong đầu chiếc khăn tang phất cờ đào, xua quân đuổi giặc cho cỏ mặt dòng là tướng là hậu, để rạch chắn người trưng nhị trưng trắc. Tô Định đã ba đêm lưu linh vì khiếp đoạn kinh hồn, Mã Việt từng ba lần vô án bởi căm ghen uống mật, cờ liệt nữ phất phơ giữa trời nam, gái anh thư lại lừng tràn phương bắc. Ngày nào quân đại bỉ châu Diên vẫn còn, ngày đó núi sông của chân lần nam không mất. Kìa thấy bộ chặt mấy núi còn phơi, đây đồng quân thù nhiều sông đã lắp. Nhưng than ôi, thân quê cát làm sao chống giữ mãi được cơ độ, tay nhi nữ làm sao chớ cho hoài cho xả tắc. Hồ lãng bạc quân thù cứ lớp lớp bủa vây, đất cặp khe thế đạo càng ngày càng siết chặt. Phút xa cơ nhân nặng mơ màng, niềm đau dần đã không với trọn nhà sắc gian đòn, nên chẳng đàn thơm lưng uống cận. Sống vì dân vì nước chẳng phải sống cầu vinh, chết bởi oán bởi thù há đang tâm chết nhục. Phúc lâm nguy chóng hướng lại về phương nam, bụi xa cơ mình lao mình xuống tròn sông khác. Hồn thiên hương sao khỏi ngàn người, trăng cổ đồ vẫn soi rào rào. Nghĩa khi đó, oai linh đó, chúng con nguyện mãi mãi về gì. Sự nghiệp kia, công đức kia, chúng con quyết luôn luôn ghi tạc. Thề sẽ nói gương, thề cùng nói ước. Hôm nay, chúng con tụ về đây, cùng cúi mặt cung nghi
mảnh đất Việt đã thấm nhuần những máu xương, hồn nước Việt vẫn khắc ghi bao công đức. Dòng máu lệ chúng con lao trảm đáo vì khóc thương các đứng trong kia, nén hương lòng chúng con đốt chẳng tàn bởi xót đau những người trinh liệt. Hỏi hồn thiên nữ có hay, hỏi đấng kỳ nhân có biết, xin về soi sáng mối tâm tình, xin về chứng tri niềm tự tin. Chúc sự trở về vị trí cũ. Tạ lễ nhiệm vị trưng vương và các bậc thiên nhân. Cúc cung bái. Cúc cung bái. Chánh và phó tế trở về vị trí cũ. Lễ
thưa quý vị, lời chúc văn do cô Trần Bình Vân, Phó Chủ tịch Lộ Phủ của cộng đồng đã đại diện chúng ta dâng lên hai bài. Với một lời thề cùng nhau đứng lên bảo vệ từng cọng rau tình tất đất. Thề cùng noi gương hai bà, thề cùng tiến bước cùng hai bà. Cũng theo tinh thần đó, nhạc sĩ Hùng Lâm đã viết một bài hát để đời cho từng thế hệ. Kính thưa quý vị, có sự thay đổi theo chương trình trong này, cho nên là bây giờ chúng tôi xin mời quý đồng hương cùng lên dâng hương. Thank you.
Thank you.
kính thưa quý vị, sau khi bắt nén hương dâng lên hai bàn, chúng tôi xin kính mời quý vị trở về chỗ ngồi để chúng ta cùng thưởng thức một bài hát tiêu biểu, một bài hát tiêu biểu nói lên đức tính của người phụ nữ Việt Nam noi gương hai bà. Chúng tôi xin được mời quý ca sĩ sẽ hát bài hợp ca Cô Gái Mình chuẩn bị. Kính thưa quý vị, lời sông núi bừng khắp bốn phương trời, dục chúng ta đường phục vụ tiến tiếp. Hôm nay chúng ta đã thấy nhiều khuôn mặt nữ nhi đã tiến bước trên con đường phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội. Điển hình là các cô trong